Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tăng tốc truy vết, xét nghiệm, quyết tâm làm sạch và sớm giải phóng các khu cách ly phong tỏa. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố trực tuyến với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua ngày 4 tháng 8. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết và các thành viên Ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá, cùng với sự hỗ trợ tích cực của các ngành, hiện nay tình hình dịch bệnh tại quận Sơn Trà vẫn đang được kiểm soát. Hiện thành phố đang tiến hành hỗ trợ cho người dân tại các vùng cách ly của quận Sơn Trà với gần 100 tỷ đồng, đồng thời cũng huy động lực lượng hỗ trợ với quyết tâm sớm ngăn chặn dịch bệnh và giải phóng những khu vực phong tỏa cách ly. Không riêng quận Sơn Trà mà các địa phương khác cần quyết liệt hơn nữa vì mục tiêu này. Không được để cái việc lây nhiễm trong khu cách ly và khu phong tỏa. Đây là một trong những yêu cầu mà công chí phải làm một cách quyết liệt để chúng ta sớm ngăn chặn và có thể giải phóng. Chúng ta đang phải chấp nhận hy sinh cái lợi ích kinh tế và bỏ ra một cái khoản tiền ngân sách không nhỏ. Nên là bây giờ chúng ta phải quyết tâm làm thật nhanh để làm sạch và giải phóng sớm. Hạn chế đến mức thấp nhất cái việc phát sinh ra những cái địa điểm mới mà chúng ta phải thực hiện cái việc cách ly y tế. Tôi rất là hoan nghênh những cái địa phương mà hiện nay các đồng chí đang giữ sạch được địa bàn. Bí thư Thành ủy ghi nhận đánh giá cao các ngành địa phương đã triển khai thực hiện tốt chỉ thị 05, kịp thời có sự điều chỉnh phù hợp. Đề nghị các địa phương làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nhất là truyền thông để người dân ở nhà. Bên cạnh đó, phải kiểm tra, nhắc nhở, kết hợp động viên các lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời và nhân rộng mô hình cách làm tốt, kiên định vừa làm vừa điều chỉnh bất hợp lý, nhất là điều chỉnh mẫu giấy đi đường để hạn chế thấp nhất việc lợi dụng chủ trương. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai những biện pháp thực hiện hiệu quả và điều chỉnh những khó khăn vướng mắc, trong đó tập trung cho điểm nóng tại quận Sơn Trà cũng như ở khu vực cách ly phong tỏa tại mỗi địa phương, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan. Đặc biệt là các khu phong tỏa rộng như là Sơn Trà, cho nên là đề cao cái công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các cái khu này vì diện nó rộng. Còn các địa phương còn lại thì phong tỏa của chúng ta nó hẹp hơn, thì cái điều kiện quản lý, theo dõi, giám sát thì nó thuận lợi hơn. Nhưng mà đề nghị các đồng chí không được chủ quan trong vấn đề này. Tôi rất lo là cái vấn đề lây chéo trong khu cách ly. Cho nên là đề nghị các đồng chí chúng ta cũng phải quan tâm, bám sát cái kế hoạch và tập trung xét nghiệm vào những cái đối tượng nguy cơ, những cái vùng nguy cơ cao nhất, ưu tiên lần trước để chúng ta có cái đánh giá cho nó toàn diện và sớm có cái biện pháp đối với những cái vùng này. Nhất là vùng trong phong tỏa thì không nói rồi, nhưng mà cái vùng giáp ranh thì các đồng chí cũng phải có cái biện pháp và có cái kế hoạch xét nghiệm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tiếp tục giám sát, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo biện pháp phòng chống dịch thì yêu cầu dừng hoạt động. Công an thành phố đánh giá các điểm chốt cửa ngõ ra vào thành phố để bố trí lực lượng hợp lý. Các quận huyện, phường xã tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu quận Sơn Trà kiểm soát chặt, kiên quyết không cho người dân khu cách ly y tế ra ngoài trừ trường hợp đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi cho ra phải tiến hành test nhanh vì đây đang là khu vực nguy hiểm. Quận Hoàng Sơn và huyện Hòa Vang triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà và có đánh giá cụ thể để nhân rộng.